Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ test cho các bạn xem bốn con CV chống giật của hàng Nhật này nha. Nhật cũ nha các bạn. Cũ thì nó cũng còn rất là nhạy. Mình sẽ test cho các bạn xem. Rồi, con này. Ok. Giữ luôn cái nút này. Bật công lên luôn. Nhẹ liền, đó, đó. Đó. Giữa lưng lúc là bật nhảy rồi làm vậy đó, test nó còn ok nhé, tạch tạch rồi, giữa luôn lúc đó bật đó, nhảy liền đó. Rồi ok rồi, này cũng vậy đó. Giữa luôn lúc tụt lúc rồi, ok. Mình sẽ test cho các bạn xem. Đây, đây là cực lửa. Mình test cho cái cực lửa đây trước nha. Lấy không? Đó. Đây. Lửa, hiện tại cực lửa ở đây mình lấy là cục màu vàng nha các bạn. Đó, màu vàng. Rồi, đây cuối cùng, đây là CV cuối cùng đây. Màu vàng đây. Đó, là cực lửa. Rồi mình sẽ test này, này đây mình có cái chân chân vịt đây, chân vịt mình cứ coi nó như là cái cơ thể người của mình vậy. Đây mình sẽ test sim thôi, ba bốn con là nhảy trước nha các bạn. Nhảy hai con này, nhảy con này này chứ con này rồi nhắn không được, không nhảy luôn. Đây, mình sẽ bật lên test lại cho các bạn xem. Này, test lại. Đấy, nhảy con này, vừa nhảy con này các bạn. Nhảy con này bấm không được luôn. Vừa bấm con này được. Nhảy con này. Đây, bật lên lại test lại cho các bạn xem. Rồi, ok. Rồi, con này với con này nhảy. Rồi, vừa con này nhảy. Hai con này nhảy. Nó có ba con 50A và một con 40A nha các bạn. Đây, mình sẽ đổi cực lại. Là bây giờ mình lấy dây đỏ và là dây lửa nha các bạn. Dây đỏ là dây lửa, nãy dây vàng dây lửa, giờ dây đỏ giờ là dây lửa. Bên nào và các bạn đóng được hết trơn á. Ok. Rồi test. Rồi. Bốn con nhảy ngon lành. Nhảy ngon lành hết. Rồi. Rồi, mình test về nãy dây vàng dây lửa, giờ mình lấy dây đỏ này. Dây màu đỏ này ngon rồi. Rồi cho vô chân vịt. Con này với con này nhảy trước, hai con này khá nhạy hết, không có điện nữa. Rồi bật điện lên test lại cho bạn xem. Rồi là hai con đó nhảy khá ổn định. Dòng rô của nó là 30 mA nha các bạn. Rồi, test lại cho các bạn xem. Rồi. Rồi, nhảy. Nhảy hết. Nhảy con này, nhảy con này. Nhảy luôn con này. Rồi, test lại lần nữa nha. Ồ. Nhảy luôn rồi, ta cũng biết các bạn.